Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, mới đây Công an xã Yên Khương đã phối hợp với đồn biên phòng Yên Khương, Ban văn hóa xã tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản. Qua hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn khẩu hiệu, phát các bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thôn bản, loa di động và từ các hộ dân hướng dẫn các biện pháp đấu tranh tố giác các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản. Ngoài việc tuyên truyền cổ động trực quan, Công an xã Yên Khương, đồn biên phòng Yên Khương còn chủ động phân công lực lượng, tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, luật phòng chống ma túy, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần cùng toàn lực lượng công an trong huyện đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Dẫn đến bị khóa tài khoản.